Yeah. Nếu như mọi người chưa biết thì tôi là một YouTuber. Mọi người gọi tôi là Khoa Bất. Tôi là người Việt Nam. Người ta nói tôi có túi ba gang đi khắp thế gian để review. Sinh ra ở Nha Trang, nơi đặc sản là phì nhiêu. Tôi có một giấc mơ lớn là đi được khắp cả năm châu. Tôi có một kênh YouTube hàng ngày mọi người hỏi thăm nhau. Sáng ra chải đầu, mọi người hỏi tôi đi đâu. Hôm nay đi tàu, mai lại phóng qua Phi Châu. Không thích nằm gãi đầu, thích được dầm mưa giải dầu. Có thể là tiền không lớn nhưng kiến thức thì phải giàu. Mỗi ngày xách ca vali đi từ Âu rồi qua Mỹ. Đáp ở Cali rồi ngày mốt là Paris. Ăn thịt ba chỉ, uống rượu vang Italy. Đi khắp nơi để nói báo đỏ da vàng cũng sống được xa xỉ. Anh hỏi là tôi ở đâu? Tôi là người Việt Nam. Anh hỏi tôi làm sao giàu? Tôi nói phải kiếm việc làm. Anh hỏi tôi thích làm gì? Tôi thích đọc báo và xem phim Hàn. Anh hỏi tôi thích ăn gì? Tôi thích ăn táo ở trên thiên đàng. Buộc quả đất trong ba tấc tay mà không cần cao su. Gọi tôi là Khoa Bất, tôi là ông thần ngao du. Ai cũng muốn ngập trong tiền là ông hoàng như trong phim. Tôi chỉ muốn đời không phiền là tôi tới sướng như ông tiên. Buộc quả đất trong ba tấc tay mà không cần cao su. Gọi tôi là Khoa Bất, tôi là ông thần ngao du. Ai cũng muốn ngập trong tiền là ông hoàng như trong phim. Tôi chỉ muốn đời không phiền là tôi tới sướng như ông tiên. Đi một ngày đàn, học một sàn khôn. Con người đều bình đẳng từ tổng thống đến ăn xin. Nên tôi đi không ngơi nghỉ để tôi học một biết mười. Ngao du sơn thủy để tôi sống trọn kiếp người. Không ủ mình trong ngăn đá vì thế giới này bao la. Vẫn còn những nền văn hóa với những kiến thức đầy cao xa. Một ngày mới thức dậy, còn ngửi mùi bánh gato. Ăn một bữa sáng, đi bốn bể bằng cano. Bay trên bản đồ, bỏ trái đất này vào ba lô. Như có thêm cánh cửa thần kỳ đi cả thế giới trong ba ô. Buộc quả đất trong ba tấc tay mà không cần cao su. Gọi tôi là Khoa Bất, tôi là ông thần ngao du. Ai cũng muốn ngập trong tiền là ông hoàng như trong phim. Tôi chỉ muốn đời không phiền là tôi tới sướng như ông tiên. Buộc quả đất trong ba tấc tay mà không cần cao su. Gọi tôi là Khoa Bất, tôi là ông thần ngao du. Ai cũng muốn ngập trong tiền là ông hoàng như trong phim. Tôi chỉ muốn đời không phiền là tôi tới sướng như ông tiên. Yeah. Nếu như mọi người chưa biết thì tôi là một YouTuber. Mọi người gọi tôi là Khoa Bất. Tôi là người Việt Nam. Người ta nói tôi có túi ba gang đi khắp thế gian để review. Sinh ra ở Nha Trang, nơi đặc sản là phì nhiêu. Tôi có một giấc mơ lớn là đi được khắp cả năm châu. Tôi có một kênh YouTube hàng ngày mọi người hỏi thăm nhau. Sáng ra chải đầu, mọi người hỏi tôi đi đâu. Hôm nay đi tàu, mai lại phóng qua Phi Châu. Không thích nằm gãi đầu, thích được dầm mưa giải dầu. Có thể là tiền không lớn nhưng kiến thức thì phải giàu. Mỗi ngày xách ca vali đi từ Âu rồi qua Mỹ. Đáp ở Cali rồi ngày mốt là Paris. Ăn thịt ba chỉ, uống rượu vang Italy. Đi khắp nơi để nói báo đỏ da vàng cũng sống được xa xỉ. Anh hỏi là tôi ở đâu? Tôi là người Việt Nam. Anh hỏi tôi làm sao giàu? Tôi nói phải kiếm việc làm. Anh hỏi tôi thích làm gì? Tôi thích đọc báo và xem phim Hàn. Anh hỏi tôi thích ăn gì? Tôi thích ăn táo ở trên thiên đàng. Buộc quả đất trong ba tấc tay mà không cần cao su. Gọi tôi là Khoa Bất, tôi là ông thần ngao du. Ai cũng muốn ngập trong tiền là ông hoàng như trong phim. Tôi chỉ muốn đời không phiền là tôi tới sướng như ông tiên. Buộc quả đất trong ba tấc tay mà không cần cao su. Gọi tôi là Khoa Bất, tôi là ông thần ngao du. Ai cũng muốn ngập trong tiền là ông hoàng như trong phim. Tôi chỉ muốn đời không phiền là tôi tới sướng như ông tiên. Đi một ngày đàn, học một sàn khôn.